chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết du lịch ngày 30 tháng 7 trên kênh VTC14. Thưa quý vị, vào hồi 13 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 730 km về phía đông đông nam, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới thì áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 10 cho đến 15 km và sẽ còn có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mà vùng biển phía đông giữa khu vực Bắc và giữa của Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vâng, như vậy là với quá trình hoạt động của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây thời tiết xấu, nên trong giai đoạn những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8, thời tiết trên cả nước chưa có dấu hiệu tốt hơn lên. Trong ngày hôm nay và ngày mai thì các tỉnh khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng như là khu vực Bắc Trung Bộ thì mặc dù mưa có dấu hiệu giảm hơn nhưng vẫn chưa thuận lợi cho những chuyến du lịch do đường đi còn lầy lội trơn trượt. Riêng tại khu vực vùng núi thì vẫn cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Còn đối với các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ trở vào cho đến khu vực Nam Bộ thì thời tiết vẫn duy trì trạng thái ngày nắng, mưa chủ yếu tập trung về chiều tối và đêm. Thưa quý vị, hiện nay đang trong giai đoạn mùa mưa nên khi đến với Đà Lạt thì chắc hẳn quý vị sẽ không thể nào tránh được những cơn mưa rào. Tuy nhiên, mưa Đà Lạt lại mang đến cho quý vị, nhất là những đôi bạn trẻ đang yêu, một cảm giác rất riêng, vừa nhẹ nhàng vừa lãng mạn. Và nếu có dịp đến Đà Lạt vào thời điểm này thì các bạn đừng bỏ lỡ khoảnh khắc ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng hổi, chậm rãi ngắm thành phố qua những giọt mưa bay. Thưa quý vị, trong cơn mưa chợt đến chợt đi, hãy dạo chơi một vòng Hồ Xuân Hương trên những chiếc xe ngựa đỗ dọc bên hồ, để rồi cơn mưa qua, bạn lại tiếp tục lên đường với những điểm đến thân quen như Hồ Than Thở, Thung Lũng Tình Yêu, Thác Datala để ngắm Đà Lạt hoa và bát ngát thông xanh. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những dự báo chi tiết cho các địa điểm du lịch khác trên cả nước. Thưa quý vị, tại các địa điểm du lịch thuộc khu vực Tây Bắc thì do mưa lớn nên lũ cường độ lớn đã xuất hiện ở khu vực thượng lưu sông Thao. Vào sáng nay thì mực nước sông Thao tại Yên Bái vượt mức báo động 2. Xu hướng lũ sẽ còn tiếp tục lên nhanh, do vậy người dân vùng núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất xảy ra trên các sông suối. Trong ngày hôm nay và ngày mai thì tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, mưa đang có dấu hiệu giảm, từ mưa to đến rất to chuyển sang mưa rào. Tuy nhiên vào cuối tuần, từ ngày 2 tháng 8 thì một đợt mưa mới sẽ lại bắt đầu. Nhìn chung thì thời điểm này vẫn chưa thuận lợi cho các hoạt động du lịch. Sang đến các tỉnh thành khu vực phía Đông Bắc Bộ, từ tối và đêm nay thì mưa lớn diện rộng sẽ giảm hẳn và sang đến ngày mai thì trời sẽ hửng nắng. Tuy nhiên, nhiệt độ tại đây vẫn giữ ở mức thấp do trời vẫn có lúc có mưa. Cụ thể, tại Hà Giang có mưa nhỏ, nhiệt độ trong ngày chỉ dao động trong khoảng 25 đến 30 độ. Còn tại Hạ Long và Hải Phòng thì trời còn có mưa dông, nhiệt độ cao nhất khoảng 29-30 độ và thấp nhất về đêm trong khoảng 25-26 độ. Xuôi xuống các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, trong chiều và đêm ngày hôm nay thì mưa cũng có dấu hiệu giảm hơn so với 24 giờ qua. Sau đó thì cùng với quá trình di chuyển sâu hơn vào khu vực Biển Đông của áp thấp nhiệt đới, tại các tỉnh ven biển thì mưa dông sẽ tăng nhanh và thời tiết chuyển xấu. Còn với các tỉnh thành khu vực Trung Trung Bộ thì từ chiều mai cũng sẽ chịu ảnh hưởng mạnh hơn của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới. Mặc dù áp thấp nhiệt đới này chưa có khả năng mạnh lên thành bão, nhưng hoàn lưu mây gây mưa của nó sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến các tỉnh ven biển. Tại Đà Nẵng, mây phát triển nhiều hơn và mưa tăng dần ở vùng ven biển với nhiệt độ trong ngày khoảng 26 đến 34 độ. Tại Hội An có mưa nhỏ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 34 độ. Còn tại Bà Nà có mưa nhỏ với nhiệt độ duy trì ở mức 21 đến 29 độ. Do các tỉnh ven biển khu vực Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay và trưa chiều ngày mai, chế độ nhiệt ẩm và thời tiết chưa có sự thay đổi nhiều, mưa nhỏ ở phía Bắc của khu vực với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng 31 cho đến 33 độ và nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 đến 27 độ. Lên đến các tỉnh khu vực vùng cao Tây Nguyên, tại đây thời tiết duy trì trạng thái trời nắng vào ban ngày, còn đến chiều tối và đêm thì sẽ xuất hiện những cơn mưa rào và dông rải rác. Như tại Pleiku, nhiệt độ sẽ dao động từ 20 đến 27 độ, còn tại Buôn Ma Thuột nhiệt độ có cao hơn, phổ biến trong khoảng 22 đến 29 độ. Riêng tại Đà Lạt thì nhiệt độ duy trì ở mức 16 đến 25 độ. Thưa quý vị, những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8, mưa dông tại các tỉnh thành phía Nam sẽ tăng hơn do gió mùa Tây Nam có hướng hội tụ vào áp thấp nhiệt đới. Mưa tập trung nhiều từ thời điểm chiều với những cơn mưa nặng hạt vào ngày mùng 1, mùng 2 tháng 8. Do vậy, khách du lịch cần hết sức chủ động trước đợt mưa này. Do có mưa nên tiết trời trên toàn vùng tương đối mát mẻ với nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 29 cho đến 32 độ, còn ban đêm nhiệt độ giảm xuống còn 24 đến 27 độ.
Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên thời tiết trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau cũng như là vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang chuyển xấu. Tại Côn Đảo và Phú Quốc có mưa dông nên ảnh hưởng xấu đến các hoạt động du lịch với nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất trong khoảng 30-31 độ. Thưa quý vị, bản tin thời tiết du lịch ngày 30 tháng 7 của kênh VTC14 xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.